Xin chào tất cả mọi người, con tên là Vũ Phát Đạt. Ba từ để nói về con là hiếu thảo, trung thực và sáng tạo. Con xin phép được nộp bài tập hôm nay, ghi nhớ 20 từ ngẫu nhiên. Con xin phép được đọc ạ. Khắt khe, cá hồng tử kỳ, nhà đá tử tế, trang sức máy bơm, tiến lên lan thạch học, gào khóc niệc đầu trắng, dẫm nát trường tồn vĩnh cửu, bay bướm nhà tâm lý học, ngon lành ảnh tượng đài trí nhớ, ớ tương lai vĩnh hằng, ái ngại bài thi đánh vần, bài thi đánh vần bồ câu nâu. Con xin cảm ơn ạ.